Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 10 tháng 2 cho biết, Slovakia hiện tại có thể bắt đầu quá trình đàm phán về việc cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine sau khi Kiev chính thức đưa ra đề nghị này. Thủ tướng Heger cho biết, Tổng thống Ukraine đã đề nghị tôi cung cấp các máy bay MiG. Bây giờ, vì yêu cầu chính thức này đã được đưa ra nên quá trình đàm phán có thể bắt đầu. Ông Heger cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong nội bộ cũng như với Ủy ban châu Âu bởi vì Slovakia có thể được hoàn trả chi phí. Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nat của Slovakia cho biết nước này không còn cần những chiến đấu cơ này nữa, vì vậy có thể bắn chúng ở nơi khác hoặc trao đổi chúng cho Ukraine, nơi máy bay có thể giúp ích. Ông cũng cho hay chưa có quyết định nào được đưa ra. 12 máy bay MiG do Nga sản xuất đã ngừng hoạt động từ mùa hè năm ngoái và tình trạng mỗi chiếc mỗi khác. Chính phủ Slovakia đã đặt mua các máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ vào năm 2018 để thay thế các máy bay MiG-29 đã cũ. Tuy nhiên, việc bàn giao F-16 đã bị trì hoãn, giờ đây dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2024. Slovakia giáp với Ukraine ở phía đông và là cửa ngõ cho những người tị nạn chạy trốn chiến sự trong cuộc xung đột đến nay đã kéo dài gần một năm. Bratislava cũng đã hỗ trợ Kiev bằng vũ khí và các viện trợ khác, trong khi NATO đang tăng cường sự hiện diện của mình ở Slovakia. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.